suýt xoa trước những tác phẩm của kẻ điên hóa họa sĩ. Mới đây, mạng xã hội xôn xao lan truyền đoạn video một họa sĩ điên loạn dùng tay vẽ lên từng góc tranh, thi thoảng lại nhấp từng hớp rượu, vừa uống vừa lảo đảo hoàn thiện bức vẽ trong góc nhà nhỏ hẹp. Đáng nói, kết quả cuối cùng lại vượt ngoài tưởng tượng, tác phẩm đầy màu sắc ấn tượng đến từng chi tiết nhỏ khiến cư dân mạng hết lời ca ngợi. Được biết, đây là họa sĩ Đoàn Nguyên, sinh năm 1981, là một người khá có tiếng trong ngành hội họa cũng như trong các hội nhóm nghệ thuật, mỹ thuật. Thậm chí, họa sĩ Đoàn Nguyên còn được giới trong nghề hết lời tung hô là họa sĩ tài năng hiếm có của hội họa đương đại Việt Nam hiện tại. Những tác phẩm của Đoàn Nguyên có giá lên đến 2.000 đô, nhiều bức tranh còn chưa được định giá. Những đơn vị liên hệ hợp tác ký hợp đồng độc quyền sở hữu tranh đều bị từ chối vì ông cho rằng: "Tôi là kẻ sống tự do không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có cảm xúc mới vẽ không thích vẽ thì uống rượu ngủ, sống tự do tự tại, làm nghệ thuật mà bị quản lý thì chết đi cho xong." Nếu thoạt nhìn mà chẳng xem hết video, sẽ chẳng ai nghĩ một người trông có vẻ xuề xòa lại có thể tạo ra một bức tranh đặc biệt đến vậy. Trong mỗi bức tranh của họa sĩ Đoàn Nguyên đều chứa đựng hồn tranh, màu sắc và nét chấm phá rất riêng, một năng khiếu hiếm thấy hiện nay. Quả đúng với câu nói không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tâm hồn và khả năng của người khác.